chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chặng 3 của một giải đua xe mô tô Việt Nam 2019 VMRC diễn ra tại thủ đô Đại Nam, tỉnh Bình Dương cuối tuần vừa qua. Chặng đua vừa rồi đã làm nức lòng không chỉ các nhà chuyên môn mà còn mang đến cho tất cả khán giả một bữa tiệc tốc độ thịnh soạn với những tình tiết gay cấn và bất ngờ. Đây có thể coi là trận đấu đỉnh nhất từ đầu mùa giải. Ngay ở phần thi đấu phân hạng sáng chủ nhật, các tay đua đã cho thấy quyết tâm. Nếu không có thông báo đây là phần thi phân hạng, chắc chắn nhiều khán giả đã nhầm lẫn đây là phần thi đấu chính thức bởi những pha so kè không khoan nhượng từ phía các tay đua. Kết thúc phần thi phân hạng, bốn tay đua lần lượt giành pole là Nguyễn Đức Thanh số đeo 02, hạng mục Blade 110, Lê Vũ Trường Giang số đeo 60, hạng mục BSX 125, Lê Hùng Hữu Tín số đeo 49, hạng mục Winner 150 và Trần Hoàng Phúc số đeo 18, hạng mục UB 130. Quay trở lại với những diễn biến chính trong buổi chiều thi đấu chính thức. Ở hạng mục Blade 110, Nguyễn Đức Thanh sau chuyến thi đấu tại chặng 4 ARC 2019 đang nhận được rất nhiều kỳ vọng và cả săm soi trong lần trở về VMRC 2019. Bước vào trận đấu chính thức, tận dụng vị trí xuất phát, Đức Thanh mau chóng vượt lên và bỏ xa các tay đua còn lại. Chỉ mới sau một vòng đấu, anh đã bỏ xa người bám đuổi gần nhất tới hơn 4 giây và không có bất ngờ khi chiếc nhất chặng thứ 3 liên tiếp nằm trọn trong tay Đức Thanh. Ở phía sau, các tay đua còn lại thi đấu theo kiểu nối đuôi rời rạc và gần như không có sự cạnh tranh tay đôi. Bất ngờ lớn nhất của trận đấu này là tay đua Đinh Văn Toàn số đeo 03. Mặc dù có vị trí xuất phát thứ hai nhưng lại trượt ngã ở vòng đua thứ 6, có đó tạo cơ hội để Vũ Hoàng Nam số đeo 04 xuất phát ở vị trí thứ 3, cán đích ở vị trí thứ 2 và Nguyễn Mạnh Phát số đeo 16 cán đích ở vị trí thứ 3. Có thể thấy Đức Thanh vốn đã mạnh, sau chuyến thi đấu tại ARC anh càng trở nên mạnh hơn và nếu giữ vững phong độ, tay đua này hoàn toàn có thể vô địch sớm. Ở hạng mục MSX 125 vẫn là cuộc so kè của những cái tên quen thuộc như là Lê Vũ Trường Giang số đeo 60, Nguyễn Nhật Trường số đeo 70 hay Nguyễn Hoàng Đăng Khoa số đeo 78. Khi đua phân hạng, Trường Giang xuất phát ở vị trí nhất, Nhật Trường đứng thứ hai, còn Đăng Khoa đứng thứ ba. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi khi đua chính thức. Ngay ở vòng đầu tiên, Nhật Trường đã té ngã sau một pha va chạm vào đuôi xe trước. Cú ngã này không khiến Nhật Trường một chấn thương, nhưng anh cũng không thể tiếp tục thi đấu do xe bị hỏng. Lúc này, cuộc cạnh tranh cho vị trí nhất nhì chỉ diễn ra giữa hai cái tên Đăng Khoa và Trường Giang. Kết quả cuối cùng, Đăng Khoa cán đích đầu tiên, tiếp theo là Trường Giang. Còn vị trí thứ 3 thuộc về Nguyễn Ngọc Nhân, số đeo 77. Do thời tiết xuất hiện mưa nên mà tổ chức quyết định giảm số vòng thi đấu của hệ Winner 150. Từ 12 vòng đấu xuống còn 10 vòng đấu, nhưng thường lệ hạng mục này vẫn rất nhàm chán bởi cuộc đua chỉ thực sự diễn ra giữa Lê Hùng Hữu Tín số đeo 49 và Nguyễn Anh Tuấn số đeo 47. Điều này thể hiện rất rõ ngay từ khi đua phân hạng với vị trí xuất phát 1-2 cho Tín Tuấn và khi đua chính thức thứ hạng này không thay đổi song suốt 10 vòng đua. Sự hấp dẫn có chăng chỉ là các pha đảo vị trí ở một số vòng giữa hai tay đua này. Vị trí thứ 3 thuộc về Nguyễn Vũ Tuấn Anh số đeo 51. Trong khi đó, trong lần đầu Nam Tiến ở hạng mục Winner 150, các tay đua đến từ Hà Nội cũng tạo được dấu ấn. Đáng chú ý nhất là vị trí 5 của Nguyễn Bá Tu Anh, số đeo 29. Mục tiêu 3 chặng còn lại của em trong mùa giải thì tới là cố gắng để được đứng lên bục và gọi là cố gắng để theo với các lài của Sài Gòn á. Vì mình còn phải tập luyện nhiều. Yếu tố thì nó có nhiều yếu tố. Ví dụ như là cân nặng và thể lực, và cần nhất thì là được tập luyện hàng ngày. Cuối cùng là hạng mục UB 130. Sau khi Lê Khánh Lộc không thể thi đấu do dính chấn thương tại chặng 3 ARC 2019, những tưởng lợi thế sẽ thuộc về Bùi Duy Thông số đeo 01. Tuy nhiên, chặng 3 VMRC 2019 lại chứng kiến sự nổi dậy của một cái tên mới, đó là Trần Hoàng Phúc số đeo 18. Trong buổi đua phân hạng, Hoàng Phúc đứng đầu tiên, tiếp đến là Duy Thông và Lê Trọng Vinh số đeo 23. Và khi đua chính thức, lợi thế mà Phúc tạo ra vẫn được giữ nguyên cho đến hết 10 vòng đua. Còn Trọng Vinh qua mặt Duy Thông để chiếm vị trí thứ hai, đẩy tay đua số 01 xuống ngay phía sau. Chặng 3 chứng kiến 7 tay đua hạng mục UB 130 không thể hoàn thành cuộc đua.
Hôm nay em được thành tích cao, em rất là mừng. Dạ, em đã cố gắng rất nhiều để được có thành tích như hôm nay. Mỗi ngày đều tập vợt với hết khả năng của mình. Mục tiêu của em là sẽ đứng trên bục cao nhất có thể và sẽ cố gắng rất nhiều để có được những thành tích ngày hôm nay. Như vậy, chặng 3 của VMRC 2019 đã khép lại với sự hài lòng của khán giả. Cùng với những màn thể hiện mãn nhãn, vẫn còn 3 trận đấu phía trước và bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Các bạn cũng đừng quên theo dõi và cổ vũ cho các tay đua.